Bộ Y tế tối ngày 2 tháng 2 cho biết, trong ngày cả nước phát hiện thêm 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một ca nhập cảnh được cách ly ngay tại thành phố Hà Nội, còn 30 ca bệnh, từ bệnh nhân 1852 đến 1882 là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 8 bệnh nhân 1852 đến 1867, bệnh nhân 1873, 1874. Trong đó, 5 F1 liên quan ổ dịch công ty Boyun, tỉnh Hải Dương, 3 F1 liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 18 bệnh nhân 1858, 1865, bệnh nhân 1868, 1872, 18 F1 liên quan ổ dịch Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 3 bệnh nhân 1875, 1877, 3 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân 1866, nam 51 tuổi, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. F1 của bệnh nhân 1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Một ca nhập cảnh được cách ly ngay tại thành phố Hà Nội, bệnh nhân 1857, nam 43 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Nga. Ngày 1 tháng 2, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay ZF-2074-2078, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tháng 2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Đến nay, tổng số ca mắc COVID nước ta là 1.882 ca, trong đó 994 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca bệnh được điều trị khỏi là 1.461 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tính từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, cả nước đã ghi nhận 301 ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Đa số ca mắc ở Hải Dương 224 ca, Quảng Ninh 38 ca, Hà Nội 20 ca, Gia Lai 9 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Bình Dương 2 ca, Hải Phòng 1 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1 ca, Bắc Giang 1 ca.